Hello, xin chào tất cả các bạn. Đây là mô hình chuẩn bị kết hợp với bên mình là nuôi tôm thẻ chung với cá bóng tượng đây. Này là ở xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Do nay là con tôm nó sụt giá quá, giá cả bấp bênh. Đây đầy đủ đồ chơi ta, máy thức ăn vi sinh rồi xử lý rồi đó. Hồ cấp nước, hồ xả thải rồi ra bài bản tiêu chuẩn luôn. Còn hồ này là hồ đất bị xử lý, đang xử lý cái hồ này. Ở đây bạn mình đầu tư ở đây cũng hết 3 tỷ rồi. Giờ mình nuôi tôm lời meo quá mà rủi ro cao, nên anh ấy bạn mình hợp tác